lên trên này ông lên tôi tắt kệ cho nó đau người nó đau đầu rồi từ bữa nay mình tụng kinh báo hiếu bởi vì cái bữa lễ nhà bà mình không có cái nhà bà không có tụng dài được thì bữa nay giống như cái ngày đầu tiên thì tụng kinh nó thành tiền 40 phút. Không có nỗi mất mát nào lớn lao bằng chúng ta mất người mẹ, người cha,
quý vị đã từ lâu không còn người cha, còn người mẹ. Nói đến tưởng trăm năm nó dài, nhưng mà rồi 90 năm cuộc đời là cũng như giấc mộng. Cho nên những lúc này, những người con thân yêu, những người cháu phải đem hết cái tấm lòng của mình, nhớ cái ân trọng của ông bà, của cha mẹ, nhất là người mẹ của mình, để hồi hướng, để cầu nguyện cho mẹ mình được về cõi lành. Trong lúc này nó rất là quan trọng, cho nên chúng ta cố gắng đừng có để cho gia đình sanh những cái sự buồn phiền, và đừng có sát sanh hại mạng, cũng như đừng có làm những điều gì mà lại cho nó trở thành phiền muộn, thì chắc chắn thương linh của bà sẽ có một phần nhẹ nhàng nhờ vào cái tấm lòng của con cháu như vậy. Chúng ta làm được việc gì có phước, chúng ta cố gắng làm để hồi hướng cho người mẹ của mình. Bởi vì các vị biết chỉ có cơ hội này là hội cuối cùng của các vị để đền đáp chút nào đó cái tâm ân khi cái thân xác mẹ còn còn như thế. Chứ còn chúng ta sau này dầu 10 năm, 20 năm, 30 năm hay là các vị tới cái tuổi của cụ bà, các vị có nhớ lại cũng muốn đền đáp được thì thời gian đã quá xa rồi. Thế lúc này chúng ta hãy cố gắng làm được nhiều điều gì lành, điều gì có phước thì các vị nên cố gắng làm. Đó là điều cái tình ở trong nhà, tình đạo cũng như giữa quý thầy và cư sĩ Phật tử, thì tôi có nhiều lời chia sẻ như vậy, mong là có vị nhiều điểm cho. Nhân kỳ siêu nhất phát tai tận phục vì
linh Phật tử vừa ba giảng thế danh Nguyễn Thị Phượng Tổ Tam Quy với Pháp Danh Hoa Đức sinh ngày 1 tháng 1 năm 1935 mất ngày 21 tháng 11 năm 2023 hưởng thượng thọ 90 tuổi nguyện ơn linh thừa tư Phật lực lai đáo là Phật tiền thính pháp văn kinh siêu sinh tịnh độ hiện tiền gia môn vũ quyến thanh tâm an lạc tư quy cương linh xuân đa các khánh hạ bảo bình an thu tông tam tài đông linh bất phúc giới ơn định ơn giữa tội hương giải thoát đi kiến hương quang minh vân đại biên pháp giới cung dường thập phương vô thượng tôn nam mô hương cung dường bồ tát nam mô hương cung dường bồ tát nam mô hương cung dường bồ tát ma tát đại từ đại bi mạnh chúng sanh đại hỷ đại xả ê hàm thích tương hảo quan minh dị tự nghiêm chúng đẳng trí tâm quy mạng lệ chi tâm Bye.
Đại đời ba đại đời đời nhóm còn và đất đá đá
bài ba bên con ngủ ba bên con ngủ lại ta ta con bên đây giờ đây ta 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 đàn 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 sớm có ba và càng trong càng con trầu con người ta càng vẫn đứng cầu giải cầu và chưa biết độc tâm cho ra nên vì người ta bỏ đuôi đầu lòng thương cho chẳng thấy lo cho cha ta chẳng đã biết bao bốn nhà để cha cũng có không bà cha mẹ hoàn thành ta ba kẻ ta sanh ra luân hồi sanh ra tử sanh ra trong căn đời tứ phi đại đoàn đây ba để ta nhận nơi tiền tôi đây và năm rồi vì cha kiếp xưa trong sư hồn ta chẳng vừa công thần trai gái có vừa có coi đi tươi chịu có xét soi cho thầy phân làm đại bên nữ bên ra bên để cho phân biệt tốt và bất con chồng ra đức nga đây trong lòng ta biết nga biết làm sao phân biệt tội sai đã đem sinh ra có bé ra vì có chọn đứng ra ra đức này còn sanh tiền nghe về sống đang ra cách đứng thì đánh và phân bình tâm đức khi già sanh tình lục và thương ra đến đây có những có quan tâm toàn bởi bao ba đàn đàn tỷ tình tâm đừng đáng quá thì rõ ràng đàn công sư đàn đàn hoàn đàn đàn ba sư nghe đẹp tâm thế hiện đàn tôi có biết đó sao đêm bị ra ba đàn ba sân bé ba đàn ba sân con ba đón tiếng ca ca tâm hồn bốn có sự hòa với có ba vì ta gây ra bọn tâm tài sư đàn và đêm kẻ đơn trai và đàn kẻ vậy vì ta đây xóm tương cha mẹ con vàng tự sanh ra đời con vẫn thấy đất dậy và bớt phương pháp là bao nhiêu trong tâm ta với con mới bảo lời rằng đã bị tươi ta sẽ phân rằng cha nghe đừng mà nhiều về đừng dọc ra xanh đặng con thật quả cứ qua đừng ta đâu ai đâu ta xưa đôi ba kia nhìn nhận sợ ta có thường lòng đến tính gì thường đến xứ đặng đang thứ ba tư tục biết đến cả bộ tan ra tương ca thành đình tham quan đủ thể hiện thân rõ ràng đà đang thứ sáu luật căn đầy đủ bảy tháng tùy tục bộ tốt sư đà đã đổ đò chấm lắm ba còn chấm đen do đám buôn bóng đà đang thứ tám hoàn toàn đang còn ba kinh tám thầy đầy đủ bóng đàn đàn mười tám và đến kỳ sinh ta nếu có tiêu tụng tươi bạch cả lúa bằng đó chân làm một thánh tỏ hồ đó bảy bông đào có lục tốt ra làm cho nhà bé đại lục về sinh đã sớm con công cùng có bác cha đi sinh đàn muôn vọng phải là kinh cũng biết chưa được và đừng và con lại bảo ba ra ăn cơm cha mẹ mẹ mười phần toàn bên bưng nhà đã nhắn nhắn nhìn tay cha có mười tay được cho cha gọi về đưa ta xinh đẹp tấm ca cha hiểu ra biết có gọi về đất toàn toàn mẹ thứ ba tấm bất tôi vừa ra gặp tên đâu bền bình chẳng lai thứ tư là năm nước cay con đi bánh cha
tìm đến đó. Điều thứ kinh điển con sung sướng, giàu phái quen thiết dưỡng cúng ca. Tính sao có lợi thì là cùng chẳng mang tội lỗi bi giang. Bi cảm ra nhà tớ mà chẳng ta cháu đưa. Dành cho con các bộ thân nhà, thương con như ngọc như vàng. Thân cha địa mẹ thánh bằng thái sơn, bằng lại bảo á đang lên biết. Trong chúng sanh tuy thì khoảng mười, mười phần mê mỗi cả mười. Không ta bằng trong đất kè, trong tâm ta chẳng tình đất qua chân trái đất ơi. Còn xa phương nhường nhung bù lao, hãy ra bằng yêu bằng nhau. Hãy nên lời ấy đại đạo lên thân mẹ sinh con. Con cứu ra đời ra, con có giờ cách đặt trên vai. Cuốn cánh chẳng đặt vì thầy, cho nên phân gia đình là kiếm suy nghĩ khi sinh xa. Nếu quý vị xuyên ra sanh đắc hồi tình tuyết gặp nhé. Vì như tập biết câu nhé. Nhớ sanh tâm tớ nhiều bè giãn đến. Còn con cho lại lo sanh sống ra. Cánh cánh cây vui qua quanh đó. Không phải tâm phải dành cho con. Biết rằng nhớ giấy lẽ trong trái gì à. Cầm kia ước con đầm bia cáo, xa cho con ước cáo ước bước chân. Hoặc khi kẻ chấp cấp tâm, phải chịu trong hoàn đảm thương. Còn ba đầm bú lưu xuống bé ra thân chạy. Còn trà bé với con nên đi bờ đừng đến con. Để cha dạy vào con đồ bằng chánh đa dạng tính kế đồng tình bổ kế làm cho ta
yêu điều con công gấp dưỡng bỏ liều chẳng thương phận con gái phạm ơn cha mẹ ra thì có lòng thiếu để thương hòa trong tên lúc cùng vô giúp ca lo đơn chồng căn xá bên mình để nước còn lại vạn biến tâm cùng lên tâm cùng lên đi tâm biến già là quên đường chờ sống tâm ra tròn đừng con giá con nên nhận kẻ ta lo chẳng có ba bộ tù la làm cho cha mẹ buồn rầu thảm thay nếu cha mẹ đầy la mà quanh đã thân vọng lên gần chẳng yêu chớ đi chồng đánh liền biên chẳng đi chẳng vì chẳng ta còn vẫn như lần ban đang chờ vẫn nói con cùng vì chẳng bạn ta nghe bạn nghĩ rõ mỗi đàn trong hẹn đại chúng lòng càng tham tài yêu phương thân lấy cây đáy thù đang ba bình ba mũi ba rong làm cho các lõ chân lòng ta và đều luôn bao ước làm cả thân tâm thần bất định ra bỏ cái lâu và tình làm rằng bỏ ta và nghe đời cha cho đây chẳng còn công lớn mười mù đây còn bỏ biết bao lần ra đủ cái đường nhân tác kiếm ra có lỗi gian quan làm sao đã đặt muôn kẻ đơn sau nước mắt thì ai cao đánh đó buồn xin để tố mật có khi lớn làm sao bao đáp yêu phận trong thân của mình hoặc đèn dùng phạm thân sao có muôn vân có cùng cái chân vẫn nghe đánh cha đi về đánh đề trong phân báo đáp sức đau vô vi có lời ơn sau giống cha con nghe cha tất cả thầy thầy giáp vòng vòng mỗi tu di đến trong nhà tìm bác ý tuy có lời gặp tên tôi ghé nhìn nỗi tâm văn nhân hết thân này thì giữ tìm định đá con tay nghe cha trong nhà tìm con tay quay ta người vì công danh chờ đến năm nhà kiếp tên này thắm đau biết có người cầm dao thịt bé ra và hùng ra bút ngớt tâm can biết ra trong đất chẳng tha đến năm nhà kiếp tâm bấm đau bằng là biết có người dùng kè mũi nhỏ đến năm mà mình vẫn gần đỡ đào khi là mình có biết bao đại tranh càng kiếp không sao đáp trời đường 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 đường
con sống lên bỏ bên ra mình còn phải cần tiếng kỳ giới bất cần mình con nhớ yếu nhân đa đá đời ta dạy tình tình đa đá đá đi vỡ bọn hành tình sai lợt yêu quay quay và con tội tác chân thì còn có phải xa trong đâm ta có kể ra bất yêu tư chân thân ta cầm tay cô gian cũng gọi ra bầy một ngày trăm đôi xin có bầy vân vân tập sắc bầy vân bốn bề trong lòng đèn 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 đó có chân vết tay thành ta có đò đó sắc cho ta lót vào trong điện tội dân thành thành đình còn quá đủ cho người võ cổ lót tinh già đó có tâm ca đơn và có cho sắc rắn ca còn cả coi đợt đốt còn còn chớ đơn còn trong lòng có gì mình sẵn ra bất tội dân mình cầm đó sống lên rồi cho một lần nữa lòng đường về chúng đó ra vòng tình đó một lòng giác tương đã lên nhau trên dòng sông đó ta bình mưa các bài em lấy chẳng thừa tất cả hình thế đáng từ đứa vừa chẳng hình và có bước cảnh thế đến còn cũng là có cái nó trị đi em như là te rắc vân dây tim ấm bỏ bụng câu tài lữ lệ tư ti lặng chết vì đánh đỡ vì niềm tin con đã hành động ta đại đã kể sống muôn lần mà đến trăm ngàn kiếp con mình một thấy ta sự hành và cái ta thì còn ta rất đặng để bỏ mình thân ơn cần đà từ phần đáp vì quan trọng bản thân nhất là phải kinh này ứng chết đều đã ra cho đắp trong tay tiếng này quý bằng định thế một vì thế con theo linh nặng kèm muôn vì thế thì cũng bằng thấy vật bản thiên ca đã theo nghiệp lực tây nhiên cha qua bóng bò hay nhé xá vì nhớ cha về cha vì bóng lành ta đã có sắp về cảnh thiên con ta thấy là bằng thân này đã trở ra vội ra một tiếng đơn là đời dẫu cho đời kéo cho ngày đêm đến tất cả kiếp đời đời không quên đến cái chân ta thiên là kiếm dùng cấp thân đầy đậm tiếng vân thầy tiếng lo lớn trái tâm đầy đi trả đám là kiếp đời đầy sạch xa đây dẫu thân này bị tư bị chắc ta vẫn biết ra bốn bờ và lời thề từ tiếp độ nhân dân thân mẫu
chùa quá ấu được nghĩa nhà siêu văn nơi miền Phật cảnh khó quá nơi những kiếp khổ đau về nơi an vui độ cho tất cả con cháu trong gia đình được mạnh lành được sống một cuộc đời bình an và hạnh phúc trong lục đạo luân hồi là người là may mắn nhất và duy nhất đời là mạng mạc xong kéo tới chỗ quan trọng liên tiếp lại không thể sánh bằng thân mạng tuy nhiên có nhà giàu sang được người mời làm đại tướng nhưng khi giàu sang được làm đại tướng rồi được mặc áo giáp hộ thân đến lúc lâm chiến khi lương giao giết nhau phải bỏ áo giáp mà chạy chỉ mong được toàn thân mạng đâu còn nói vàng áo giáp kia liền đến cái quyết trận của vàng cũng không đủ so sánh với thân mạng chính là nghĩa đó người đời nay không thể là biến vật mà khinh thân họ không biết thân này có ba điều khó gặp những gì là ba một trong vòng lục đạo khi có người là quý nhưng đến khi nhắm mắt qua đời tối tăm mờ mịt chẳng biết chỗ đi về đâu hoặc vào đường địa ngục Atula hay ngạ quỷ súc sinh chẳng được làm người đó là điều khó gặp thứ nhất hai đã được làm người hoặc lại sinh vào chốn ban nghi mội rợ tắm cùng phúc tâm vũ cùng dường nghiệm tôn ti lệch lẫn lộn trai gái sống chung chẳng được gió nhanh không thuần thánh quá đó là điều khó gặp thứ hai ta tuy được sinh nơi văn hóa nhưng sáu căn không đầy đủ bốn thể không toàn mù biết ngậm câm còn lưng gặp kiển miệng mũi hôi thối thân hình dốc dơ thế chẳng cùng gần ai cũng không thích tới tuy ở chỗ văn minh cao lập cao độ nhưng cái gì không khác chống hoang vu đó là điều khó gặp thứ ba nay chúng ta được làm người được sinh lên trung tâm văn hóa tại sáu căn đầy đủ thật đáng quý thai và ở đời chỉ bon chen đường danh lợi thương tổn tinh thần mệt nhọc thể xác bỏ phần cao quý nơi thanh mạng mình theo cái đáng sinh lên của cải nọ chẳng khác gì với kẻ ăn bánh quên vợ ngậm cơm quên mép tuy nói thân này quan trọng nhưng vẫn chưa quan trọng bằng trí đạo ngài Khổng Tử có nói buổi sớm được nghe đạo điều có chết cũng vui lão Tử nói sở dĩ ta có cái to lớn lo lớn mà vì ta có thân tức thế bao khi cầu đạo thì bỏ thân cứu hộ há chẳng phải điều là chỗ khinh thân trọng đạo của ba bậc thánh danh thang ô cái quan trọng của thân mạng còn nên bỏ để cầu đạo vô thượng bồ đề huống là nhà cửa bạc vàng châu báu mà lại lý thứ tư xét cho rõ trăm năm ánh sáng trong một sắc na bốn đệ biển thanh đâu hay là đặng trọn ngày rủi dông diệt thích quanh năm thấm đuối trần lao không biết một thánh viên linh chỉ theo sáu căn tham dục giàu sang nhất vật đâu tránh được hai chữ vô thường công danh nhất đời đâu thoát được một trường đại mộng tranh nhân tranh ngã rốt cuộc thành không khoe dỗi bài hay điều chẳng có thật gió lửa thiêu tan bao già trẻ núi tre rửa nát mấy anh hùng mái xanh chưa mấy mà tóc bạc đã đến gần kẻ mình vừa đi người kiếm chen lên chân tới một bao máu mũ chuỗi năm liên tiếp ân tình bảy thước xương khô rong rỡ tham lam của báo thở ra không về thở lại ngày nay đâu biết được ngày mai sông yêu chìm nổi chẳng rút ngơi nhà cái nóng rung ngày nào hết chẳng nguyện xa lìa lưới nghiệp
chỉ vì chưa có công phu. Diêm La Vương cũng chốc lại rồi, thôi cứ công nào cho thiên hạ. Thích Ca Mâu Ni Văn Phật bỏ vàng cung đến thẳng tiết sơn. Cư sĩ vàng công đem gia tài hết tìm tới biển cả. Chân võ chẳng lên ngôi báo chỉ lo tu hành. Đã công đã cũng thành tiên còn xin tham vấn. Cô Hồng Thủy thường thân Phật ấn. Hàng văn công còn lễ đại điên. Bùi công và phó có thật xưa. Hồng tướng thôi hội pháp nơi bất nhất. Diệu thiện chẳng kém hò mã thành Phật không ngờ. Lục tổ vừa gặp thánh hiền nghe kinh đốn ngộ. Chăng nghe sáng được xuân thiên, đồng nghe chính là ngộ đạo. Và kia còn hay tỉnh ngộ, rỡ người sao chẳng hồi tâm. Và có kẻ vùi đầu ăn uống ngủ một đời. Và có kẻ lầm lỗi tu hành mà không nhắc xét lại. Hay đâu bồ đề tính giác ai nấy viên thành. Sao biết bác nhã căn lành người người đầy đủ. Nếu hai chiếu sáng rồi về, điều được thấy thân Phật. Lại nữa thân người dễ mất Phật pháp khó nghe. Muốn buộc sao ngã hãy sôi tròn, chỉ có nhất thừa được tắt. Nên tìm chánh kiến chớ tin tà sư. Ngộ được chính vào chỗ vào, làm xong mấy hai pháp tục. Bước bước xéo đạp thạch địa, đầu đầu mang đổi hư không. Khi dùng thời muốn cảnh điều phô, thu lại thời mài mai hết sạch. Quận lên chỗ chẳng tư quan sanh tử, thấu tới cơ khó thấu hiểu quỷ thành. Là phàm và thánh cùng vào một đường, hoặc quán hoặc thanh cùng chung hóng mũi. Thật lộ như thế con đệ giữa đường, nên nói hướng thượng tam quyền. Cần rõ một bước sau đó, non xanh thoải mái nhìn trời rộng. Xem biết ngạt ngào đụng nước thương. Trong hồn đã quy Phật rồi, trong hồn đã quy Pháp rồi, trong hồn đã quy Tăng rồi, quy Phật rồi. Từ nay về sau không còn quy trên đời thành quy Phật. Quy Pháp rồi, từ nay về sau không còn quy kinh điển tà giáo. Quy Tăng rồi, từ nay về sau không quy thầy tà mạng ác. Quy Phật rồi, đời đời kiếp kiếp không đọa vào địa ngục. Quy Pháp rồi, đời đời kiếp kiếp không đọa vào ngạ quỷ. Quy Tăng rồi, đời đời kiếp kiếp không đọa vào bàn sân. Vạn sanh quyết định chân con na po a di đà ba ya đà ba ya đà ya đà di đà ba đà di đà ba ya đà ya đà ba 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 ya đà ba
chi linh. Thừa tư tam báo lực khấu trì yếu chỉ tinh, thoát khỏi cảnh tử sinh được về miền Phật cảnh. Lại nguyện kéo con điều ngộ tánh gần gũi Phật Pháp Tăng, nhờ Bồ Tát Quan Âm điều tái ba đèn cõi. Bốn loại ba cõi xóa liễu luân hồi, khắp cả muôn nơi đồng hành Phật nghe đạo. Trai cũng ba nén nhang mới đi quý vị, trong Ngọc Tủ đó. Cảnh gặp tiêu
điều sầu là hóa tàn nghĩa rửa rụng đầy sân. Có linh tinh chính lòng con cháu thương tượng hiền lương mực cố nhân. Một tấm lòng hành sinh di tạc nâng sàng tay diện để tri ân. Nam mô tiếp dẫn đạo sư A Di Đà Phật. Nam mô tiếp dẫn đạo sư A Di Đà Phật. Nam mô tiếp dẫn đạo sư A Di Đà Phật. Nam mô dạy do một thể tham sân si tùng
thân người chi sợ thành nhất thiết thường linh sinh sám hối thống niệm vương minh xa chơi nhị lộ năm cánh trường mộng cảnh nội thâm tình tạm dương qua lại vô thường sông cái cảnh biệt ly khó lắm chữ thân nghĩa nặng nề là thế xuôi đến câu báo đáp hành thi gấp đầu ăn thôn sở dân lên để thầm tử nổi niềm thương nghe Namo Buddhaya, 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 Namo Buddha
siêu nơi cõi tận nghiệp thương nhất trần ai. Hoa sen kinh bản vừa khai Phật liền thọ ký đưa ngay nhất thừa. Cầu xin chư Phật tiếp đưa hồn Phật tử Nguyễn Thị Phượng khắp kinh Hoa Đức được nghe về nương tựa nơi tịnh cảnh. Nộ lý vô thường sanh vô pháp nhận, ta bà quá hiện học Phật từ kim. Thành vô thượng đạo cầu nguyện cho tất cả hương linh ông bà cha mẹ các tổ phụ huyền thừa tư công đức siêu sanh thác quan hiện tiền con hiền cháu thảo xin ra các anh hạ bảo bình an luôn công tam tai trong nhân báo phúc âm siêu dương thành ấy hạ thánh pháp giới chúng sanh tài thành Phật nghe đạo tầng lễ tạ ơn linh hay lại rồi giờ đi rửa mặt đi chung cơm.